Rồi, ok, hello anh em. Chào mừng anh em Nono Lip đến với K2 của trực tiếp game. Bây giờ đi dịp đi ngủ sớm làm gì nhỉ? Tôi thấy hơi lạ là tại sao đến thời điểm hiện tại vẫn có rất nhiều anh em cứ kêu đi ngủ đi, với lại buồn ngủ quá. Bởi vì là cái chuỗi ngày mà nghỉ của học sinh vẫn tiếp tục kéo dài. Theo tôi biết là kéo dài đến 15 tháng 3 rồi, hết tuần này. Thế thì đi ngủ làm cái gì? Mà với cái tình hình mà dịch rủng như này ấy, thì chắc là chắn là nghỉ hết tháng 3 rồi, tôi nghi lắm. Cho nên là không có đi học, không có ngủ nghiếc gì nhá. Vá vơ vẩn. Ai? Chỗ nào bắt đi học vẫn bắt đi học. Tôi thấy bao nhiêu tỉnh thành có cho phép học sinh tiếp tục nghỉ đến hết ngày 15 tháng 3 rồi cơ mà. Đấy. Đâu ra ai bắt đi học đi hẻo gì. Em hết tháng rồi, nghỉ hết cả hè. À thế hả? Phú Thọ chỗ em vẫn đi học à. Cấp 3 ở Bắc Ninh vẫn đi. Ủa thế à? Tôi thật đấy anh em, đi học cho nó ấm vào thân. Chứ bây giờ còn định nghỉ bao giờ nữa. Thứ hai là tôi thật đấy anh em như này này. Bây giờ anh em đi học đi. Bây giờ đi học đi thì về sau hè còn có được nghỉ. Chứ còn cái bọn mà bây giờ được nghỉ mà, đến hè đéo được nghỉ đâu. Lúc đấy thì anh em cứ ngồi phảnh râu chê lên mà cười, mà sướng, đúng không ạ? Đấy là chưa kể là hè này rất nhiều game hay. Mà anh em thức đêm hè này xem tôi chơi game mới sướng. Rồi cảm ơn sao chổi gửi sticker. Nên là chưa biết ai sướng hơn ai đâu. Tôi nói luôn một câu đây cho nhanh nhá. Anh nghĩ sao về hôn nhân mà người vợ không muốn sinh con? Cái này thì nó là tùy mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh em nhá. Thì không muốn sinh con thì nếu người chồng chấp nhận thì cả hai vẫn sống với nhau vui vẻ như bình thường thôi, có gì đâu. Cái này ở nước ngoài khá là nhiều cặp đôi nước ngoài như vậy, tức là họ cưới nhau thôi chứ họ không thích sinh con. Đấy, họ thích coi như là họ được tự do, họ được thoải mái, họ không phải lo lắng gì cho cái đứa trẻ cả. Nếu mà cả hai vợ chồng cùng đồng lòng với nhau thì đi tiếp với nhau thôi. Còn người chồng mà không chịu thì lúc đấy nó mới là vấn đề chứ nhá. Thôi. À, chém gió với anh em như vậy một tí cho nó vui thôi. Ngày hôm nay thì tôi gửi đến anh em cái con game mới ra mắt gần đây. Nó là con game có tên là Black Mesa. Nó được phát triển hơn 10 năm anh em ạ. Một tựa game được phát triển hơn 10 năm. Mà nếu mà đúng ra nó phát triển như là 15 năm thì phải. Đã mất 15 năm trời để con game này nó đến được với chúng ta. Tôi vẫn còn nhớ. Không biết là anh em ở đây có biết đến con game là Half-Life Ma không? Nếu mà muốn biết được Half-Life Ma, tôi nghĩ là đoán là anh em chắc chắn là phải tầm 9X hoặc là 8X đến 9X. Chứ còn 10X bây giờ thì chắc là không ai biết Half-Life Ma. Bởi vì là 10X bây giờ thì chắc là không ai còn chơi Counter-Strike nữa. Ngày xưa tôi nhớ là chỉ chơi CSGO thôi. Ngày xưa khi mà nó bắt đầu ra cái phiên bản Counter-Strike 1.0 với cả 1.1 đấy, thì tôi cũng đã từng mà mò vào trong cái con Counter-Strike đấy. Và tôi enable cái chế độ để chơi con Half-Life Ma lên. Và tôi vẫn còn nhớ lâu đấy, tôi còn nhớ đấy tập lớp 6 thì phải, tập lớp 6 hay lớp 5 gì đấy. Bắt đầu đi xe đạp đi học thêm. Và trên đi học thêm về tôi mò vào trong quán net. Hồi đấy gọi là quán net thôi, thực ra hồi đấy làm gì có net. Hồi là quán chơi game, tức là chơi game LAN với nhau đấy. Tức là các máy tính chỉ lắp ở trên LAN thôi, chơi StarCraft hay là chơi Counter-Strike bắn nhau. Thế thì cả quán thì chúng nó chơi, nào là nó chơi StarCraft, nào là nó chơi đế chế, hoặc là nó chơi Counter-Strike. Thì riêng mình tôi là bật ra Half-Life Ma để chơi. Bởi vì là ngay từ cái thời đấy là tôi đã bắt đầu thích cái tựa game có cốt truyện rồi. Ngay từ thời đấy tôi đã bắt đầu thích cái tựa game có cốt truyện. Thế thì con Half-Life mà mọi người hay gọi về cái tên là Half-Life Ma đấy, thực ra chính là con Half-Life. Và cái phiên bản Black Mesa ở đây, nó là cái phiên bản remaster. Hay là gọi cách đúng hơn, có lẽ không nên gọi là remaster mà nên gọi là phiên bản remake của Half-Life. Một trong những cái tựa game mà nó có thể nói là ông tổ, có thể là ông tổ nhá, ông tổ của ngành game bắn súng FPS góc nhìn người thứ nhất mà đi theo cốt truyện. Ông tổ. Và có lẽ là cũng phải mười mấy năm rồi tôi mới lại trở lại với cái phiên bản gọi là remake này, với đồ họa cực kỳ đẹp, ngon nghề. Mười mấy năm trời thì mọi thứ nó cũng đã rơi rụng, nó quên nhiều rồi. Cho
cho nên tôi nghĩ là tôi sẽ gửi đến anh em cái con Black Mesa này với cái mục đích thứ nhất là mục đích là để tôi cũng nhớ lại và để anh em thưởng thức lại một trong những tựa game mà được gọi là bố đời của ngành game bắn súng góc nhìn thứ nhất. Và thứ hai nữa là đến cuối tháng 3 này thì anh em đều biết rồi, có lẽ là cũng không nói cuối tháng 3 đâu, có lẽ khoảng tầm 10, 11 ngày, 12 ngày nữa thôi, thì con Half-Life Alyx, cái phiên bản sử dụng kính thực tế ảo Half-Life Alyx sẽ ra mắt. Và tôi muốn là tôi chơi cái con Black Mesa này để anh em có một cái nhìn hiểu hơn, anh em hiểu hơn về cái cốt truyện, về cái bối cảnh của dòng game Half-Life. Nó bắt đầu như thế nào, nó xảy ra ra sao, tại sao trái đất lại bị coi như là xâm lăng bởi chủng tộc ngoài hành tinh, rồi nhân vật chính Gordon Freeman là người như thế nào. Đó, tất cả sẽ có mặt ở trong cái con Black Mesa này. Và nha anh em nha, vô mẹ nó đi, nói nhiều VL, văn vở VL. Nói chung là nó cũng, nói thật với anh em mà nó cũng khơi gợi lại cái kỷ niệm năm xưa này. Dạ tôi nói hơi nhiều, thôi chúng ta vào thôi anh em nhá. Cái phiên bản Black Mesa này là nó là phiên bản remake của con Half-Life sử dụng cái engine short của Valve. Anh em biết rồi, chúng ta cùng vào thôi. Trong quá trình tôi chơi tôi nghĩ là có lẽ là cũng ngày xưa tôi chơi mà mười mấy năm rồi, nó cũng quên nhiều rồi. Chúng ta cùng trải nghiệm xem nó như thế nào. Ông tổ game FPS góc nhìn thứ nhất phải là Quách. Anh em lại quên không, tôi không nói thêm cái từ là ông tổ của game FPS góc người thứ nhất chơi theo cốt truyện nạ. Dạ, tai điếc ý, dỏng tai lên mà nghe cho nó kỹ, cho nó càng nhá. Đây, mới vào thì chúng ta đang ở trong cái khu nghiên cứu tại bang New Mexico. Cái khu nghiên cứu này có tên là Black Mesa. Chúng ta làm cái chúng nhân vật chính chúng ta đây chính là Gordon Freeman đây. Chúng ta đang đi đến cái khu nghiên cứu, thử cái khu nghiên cứu này là một khu nghiên cứu bí mật nhá. Khu nghiên cứu bí mật của chính phủ Mỹ. Ngày xưa ấy, khi mà tôi bắt đầu chơi Half-Life, tôi rất ấn tượng ở cái đoạn phim đầu tiên này. Tôi rất ấn tượng bởi vì là nó khiến cho chúng ta có một cái sự tò mò. Cảm ơn anh em Trần Minh Thái. Thì có một cái sự tò mò ngay từ đầu cái con game này, từ ngày xưa cơ. Nhưng mà chúng ta được, chúng ta đi vào bên trong cái khu nghiên cứu to lớn, rộng lớn như này. Trong này thì ngày xưa đồ họa nó xấu lắm. Bây giờ nó remake rồi, nhìn trông nó đẹp đẽ, nó ngon nghẻ. Ngày xưa nhìn trông xấu lắm. Mình 2K nhưng đồ họa ngày xưa đẹp hơn bây giờ. À thế à? Loading hơi lâu nhá. Thực ra thì cái con Half-Life này nó mất đến mười mấy năm rồi để làm, thì nói thật là cũng là một công sức rất lớn của nhóm phát triển. Công sức rất lớn của nhóm phát triển toàn là những fan hâm mộ đời lâu đời của Half-Life thôi. Sector C test labs and control facilities. If your intended destination is a high security area beyond Sector C, nhìn trông khủng vĩ lắm. Đấy, trông khu nghiên cứu kinh không? Nghiên cứu coi như là cả vũ khí, rồi là tên lửa, rồi là rocket, rồi những cái vũ khí chết người, rồi là cả những cái vật liệu có liên quan đến người ngoài hành tinh nữa. Rất nhiều. Hồi 6 tuổi em chơi rồi, nhìn đoạn phim đầu tiên là nhớ ngay. Nói chung là anh em nào mà đã từng biết đến Half-Life thì anh em thấy cái đoạn phim đầu tiên này thì anh em sẽ rất là hoài niệm. Đấy là cái điều chắc chắn. Rất hoài niệm. Và lại càng hoài niệm hơn khi mà được remake đẹp như này. Càng hoài niệm hơn. Ngày xưa em ra net bọn nó hay gọi là Half-Life sinh học. Ngày xưa ở Hà Nội tôi nhớ là hay gọi là Half-Life ma. Ngày xưa gọi là Half-Life ma. Nói chung là tùy từng vùng thôi. Có nơi để gọi là Half-Life ma, có nơi là Half-Life sinh học.
Ngày xưa thì tôi chơi tôi gọi nó đơn giản là Hotline. Ở khu New Mexico này anh em đều biết là New Mexico là một cái bang nó có rất nhiều cái hoang mạc ở Mỹ. Rất nhiều cái hoang mạc. Do not attempt to open the doors until the train has come to a complete halt at the station platform. In the event of an emergency, bản Alex hả anh không? Alex ở cuối tháng này cơ. Đây là sự khởi đầu của toàn bộ series Hotline nhá. Bên dưới là trực thăng quân sự đấy. Bên dưới là trực thăng quân của nhà bảo sự. Bang New Mexico ở cùng Outlast. Ừ. Đoạn này thì nó chưa có sắp. Từ từ tôi xem nó có sắp không. Anh em đợi một tí tôi xem nó có sắp không. Tôi đoán là chắc là có chứ nhỉ. Để tôi xem có sắp không. Nhưng mà cái đoạn này nó chỉ là cái đoạn giới thiệu thôi. Thì tôi nghĩ là chắc là nó cũng không vấn đề đâu. Để đợi tôi xem phần audio xem nào. À đúng rồi, caption đây. Ok ok, tôi bật lên rồi. Khu nghiên cứu của nó nằm sâu trong lòng đất. Sâu trong cái dãy núi ở New Mexico để tránh cái sự theo dõi của kiểu như là của dân chúng ấy, của người dân. Anh em tưởng tượng cái khu này nó gần giống như kiểu cái khu cái khu gì ở bên Mỹ mà có mà chúng nó cứ hay đồn đại là có người ngoài hành tinh ấy nhở. Tôi quên mẹ mất rồi. Khu gì nhở? Khu gì mà nó hay đồn đại là có người ngoài hành tinh nhở? Ờ đúng rồi, Area 51 đúng không? Nó gần giống như kiểu khu Area 51 ấy. Nó cũng được xây dựng ở cái khu vực gọi là hoang mạc nằm sâu dưới lòng đất và cũng là những cái nơi mà thực hiện cái thí nghiệm kinh khủng nhất. The semifinals for high security personnel will be announced in a separate secure broadcast transmission. Remember, more lives than yours may depend on your fitness. Em nhìn giống sao hỏa. Giống sao hỏa gì chỗ này ấy, trong này nghiên cứu đủ loại động cơ động củng và những cái thứ mà mẹ chúng ta chưa giờ nhìn thấy bên ngoài. Do you have a friend or relative who would make a valuable addition to the Black Mesa team? Immediate openings are available. Thật ra chỉ là đồn đại thôi chứ không chắc. Tất nhiên đã có ai vào được bên trong đấy xong rồi quay phim hay là đưa gì ra bên ngoài đéo đâu. Cả chúng ta đều là đồn đại hết. Công nhận nó làm remake lại đẹp thật. Tất nhiên là cũng không thể nào mà bóng bẩy như là những cái đấy robot kìa. Tất nhiên nó không thể nó bóng bẩy như là những cái con game mà chất lượng cực cao ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà đối với một cái tựa game fanmade, phải nói đúng là một cái tựa game fanmade như là con Black Mesa này thì chừng này là quá đủ rồi. Chúng ta là Gordon Freeman anh em nhé. Nhân vật chính của chúng ta là Gordon Freeman và là một cái nhà nghiên cứu về năng lượng, nếu tôi không nhầm là năng lượng hạt nhân, chuyên nghiên cứu về năng lượng hạt nhân, được mời đến khu Black Mesa này để thực hiện một cái thí nghiệm. Thí nghiệm gì thì tí nữa anh em sẽ biết. Thí nghiệm gì thì nữa anh em sẽ biết. Nó là một trong cái thí nghiệm mà thay đổi cái thế giới loài người. Phường Trúc Bạch làm sao? Phường Trúc Bạch cách ly á, làm sao? Phường Trúc Bạch cách ly làm sao? Kìa kìa, anh em nhìn bên kia G-Man đúng không? Anh em hãy nhìn cái toa xe bên cạnh là toa xe có G-Man đứng. Nếu mà anh em nào làm fan hâm mộ hoặc là biết đến là cái dòng game Half-Life thì có lẽ là không thể nào mà bỏ qua được G-Man.
Về cái độ nổi tiếng thì chắc là G-Man chỉ theo sau mỗi nhân vật chiếu chúng ta thôi, Gordon Freeman thôi. Một người đàn ông bí ẩn. Ông ta có khả năng đi xuyên qua những cái chiều không gian khác nhau. Và vai trò của ông ta là cái gì thì cho đến tận bây giờ người ta vẫn không biết. Nhân vật bí ẩn nhất trong lịch sử game. Chắc là chỉ nổi tiếng sau Gordon Freeman thôi, sau đấy là Alex. Ok, đến nơi rồi. Sau một khoảng thời gian tôi đi tham quan cái khu nghiên cứu Black Mesa thì tôi đến rồi. Anh em đã từng xem tôi với cả hội đạt óc với cả Vũ Ti Hồng chơi có vẻ như anh đến muộn. Hello. Chào anh. Anh em từng xem tôi với cả đạt óc với Vũ Ti Hồng chơi cái con Half-Life 2 rồi. Thì chắc là anh em cũng nhớ đó là tôi đã từng gặp những cái nhà khoa học gia đó mà mặc cái áo màu trắng ấy. Mấy ông khoa học gia mặc áo màu trắng ở bên phe của mình ở trong con Half-Life 2 đây chính là những cái người đã làm việc ở trong khu Black Mesa này đấy. Bố của Alex nhá, bố của Alex cũng là một trong những nhà khoa học làm việc ở Black Mesa. Ở khu này đây. Rồi, mở cửa cho em anh. Không có co-op à, đây là game single play, game co-op đéo gì. Hey Mr. Freeman, I had a bunch of messages for you, but we had a system crash about 20 minutes ago and I'm still trying to find my file. Nhưng mà có sự cố ở hệ thống. Just one of those days, I guess. 20 phút nó vẫn đang cố gắng tìm cái file. Some problems down in the test. Đang có một số vấn đề ở khu vực thử nghiệm. They told me to make sure you headed down there as soon as you got into your hazard. Tôi phải đi mặc cái bộ hazard suit. Mặc bộ hazard suit đầu tiên đó là cái bộ quần áo giúp chúng ta chống lại được phóng xạ đấy. What are you doing still running around up here? Please call 01. Giờ tôi sẽ đi tìm cái chào anh. Not now, Gordon. Đi tìm cái bộ quần áo đã. Bộ quần áo đấy thì anh em xem mà tôi chơi con Half-Life 2 thì anh em cũng biết rồi. Bộ quần áo giúp chúng ta chống phóng xạ là một cái bộ quần áo cực kỳ nổi tiếng. Bảo tôi đợi cả buổi sáng nay để cái thời điểm này thực hiện cái thí nghiệm. You're on sundial and we need you on stopwatch. Đi thôi. Up to it. Xuống thôi, tôi tìm bộ quần áo. Good morning, Dr. Freeman. Bộ màu vàng đấy. Bộ màu vàng đấy. System seems to be online now. Those TPS reports have gotten progressively worse. Hard to find good help these days. You're living in the past. That experiment is single-handedly responsible. Bộ này lấy ở đâu nhỉ? Ồ, lâu tôi quên mẹ mất rồi, bộ này lấy ở đâu? Đây là đi vào nhà vệ sinh. Đây đi vào nhà vệ sinh này. Hello. Khu vực nghiên cứu này nó có. Why do we all have to wear these ridiculous ties? Đây. Chuẩn rồi. Trí nhớ của tôi sau mười mấy năm vẫn còn nhớ đúng đường đến cái chỗ lấy bộ quần áo đây anh em bạn kia. Bộ quần áo chúng ta là bộ quần áo phía dưới kia. Game này thể loại gì vậy mọi người? Bắn súng, sinh tồn, kinh dị, phiêu lưu nhá. Và đi theo cốt truyện. Đây cũng là một trong cái tựa game đầu tiên trên toàn thế giới mà nó không hề sử dụng bất kỳ một cái đoạn cắt cảnh nào cả. Để tôi phải nói thêm với game là rất nhiều game anh em từng chơi thì nó thường hay sử dụng cái đoạn cắt cảnh để giải thích cốt truyện. Nhưng riêng con game này không sử dụng bất kỳ một cái cảnh nào. Và thứ hai là nhân vật chính không nói một lời nào. Truyền thống từ con Half-Life cho đến Half-Life 2, nhân vật chính chúng ta đều không nói một tiếng nào. Và có lẽ đến tận con Half-Life Alyx thì mới có sự thay đổi, tức là Alyx có nói chuyện. Bởi vì nhân vật chính chúng ta là Alyx. Lại tất cả các đều không nói cái gì. Đây, bộ quần áo tôi đây. Welcome to the HEV Mark IV protective system for use in hazardous environment conditions. High impact reactive armor activated. Atmospheric contaminant sensors activated. Vital sign monitoring activated. Đây có bộ này rồi thì mình có thể cộng máu ở đây đây. Đấy, bắt đầu khởi động hệ thống các thứ. Quỳnh ơi. Đây là bơm giáp. Đây là bơm máu. Bơm giáp.
Đây, xong. Chào anh, em đâu không? Tôi nhớ ngày xưa tôi đã từng mặc cái bộ quần áo giống anh. Quá bố đời luôn. Rồi, giờ thì đi lên và chuẩn bị cho thí con nhà bà nghiệm thôi. Đó chính là thí nghiệm mà chúng ta phải làm. Phòng này không nhỉ? The network servers are unresponsive. There ain't much I can do about it. There isn't much he can do. Why do we all have to wear these ridiculous ties? Đây rồi. Hello? You lost, Ace? Yeah, this is still the wrong airlock. Ơ, nhầm đường à? Nhầm. Lâu không chơi quên. Hai bộ kia là của hai đứa con gái trong phần cốt truyện phụ. Con Half-Life thì nó có hai phần mở rộng cơ. Một phần mở rộng là chúng ta vào vai thanh niên cảnh sát đấy. Một phần mở rộng và phần rộng vào vai của hai cô gái. Hai nghìn em nhìn thấy không? Đến giờ học toán rồi. Vâng. Từ từ. Đứng tránh ra cho tôi học toán cái nào. Anh em giải giúp tôi bài toán nhá. Tích phân của T2 K, ôi dồi ôi, Alpha, Lambda. Ôi dồi ôi, mẹ tích phân đéo thì kinh chạy. Ủa, phía dưới còn có cả phép tính vi phân. Và rất bố đời. Đến giờ toán thôi. Rất nhẹ nhàng. Đây, đây là giờ khóa học. Cho các công thức đây. Anh em cho tôi biết chất này là chất đéo gì đây. H2N2CH3. Ủa, hợp chất để chế ra động cơ cho tên lửa. Kinh không? Quên luôn cả cách cầm bút rồi. Đẹp. Hình như là phải đi vào cái thang máy đúng không nhỉ? Mọi thứ vẫn đang kiểm soát, Gordon. Anh cần phải đến cái phòng thí nghiệm, buồng thí nghiệm. Gordon, ôi anh em có nhớ cái màn hình này không? Tôi đoán là bây giờ chắc là chẳng còn cái màn hình này nữa nhở? Ngày xưa tôi nhớ cái hồi mà nhà gia đình vẫn còn sử dụng cái tivi thời ngày xưa, chưa phải là cái tivi màn hình phẳng như bây giờ, chưa phải là đầu kỹ thuật số như bây giờ ấy, tiếp sóng ngày xưa đấy. Rồi. Cái hình ấy. Khi mà hết chương trình thì nó sẽ có cái hình đấy. Huyền thoại mẹ luôn. Khi mà nó hết chương trình ấy thì nó sẽ có cái đấy, mà bây giờ ớt đi đường đéo được nhỉ. Didn't you read my latest? Quit looking over my shoulder. Từ từ xem ở đây xem nào. Resort. À, đi theo cái đường màu đỏ rồi. Tôi đoán là cái đường đoạn đường màu đỏ. Khu research. Thế đéo này nhỉ? Tôi bị thiếu cái gì nhỉ? Đúng rồi mà. Tại sao thằng kia nó không cho tôi qua? Hay đường này? Không, đường này đường vào lấy bộ quần áo thôi. Đây. Đây. Mở cửa cho anh em ơi. Go right on through, sir. Mời anh đi qua. Điều khiển bằng mắt. Mắt phải so lên mới qua được. Đây rồi. Hello, Gordon. Mọi người đều biết tôi hết. Nói chung mình là một nhà khoa học gia, nói chung là cũng nổi tiếng. Thành ra xuống đây phát là tất cả mọi người đều biết hết. Nào, đi. Một giờ đến 4 giờ sáng sẽ có, nhưng mà bây giờ truyền hình chiếu thông đêm. Khi mà hết chương trình, nói chung là khi mà hết chương trình. Với lại bây giờ mà khi mà hết chương trình thì hình như là họ không dùng cái màn hình đấy nữa, mà họ có thể là họ sẽ chiếu một cái đoạn ca nhạc. Nó cứ lặp đi lặp lại mãi. Nó không dùng cái hình đấy nữa. Ngày xưa chơi sợ chứ. Thật với anh em, bây giờ chơi nhiều con game kinh dị rồi không sợ lắm. Chứ ngày xưa tôi chơi con này, mặc dù đồ họa của nó không đẹp đâu như thế này đâu,
Nhưng mà sợ chứ. Đi xuống dưới khu nghiên cứu này cảm giác nó kiểu như là nó lạnh gáy ấy. Đây, khu này là khu được bảo mật level 3 đây. Greetings and salutations, Dr. Freeman. Con này được xếp vào hàng gọi là game game survival mà. Sinh tồn kinh dị bắn súng. Ah, Gordon. Gordon. Tổng đài đây, anh em nhận ra đây chưa? Đây chính là ông tiến sĩ mà chúng ta gặp ở trong con H22 đấy. Khổ. Bit of a gamble, but we needed the extra resolution. The administrator is very concerned that we get a conclusive analysis of today's sample. Không phải bố Alex. Không phải bố Alex anh em ơi, bố Alex là khác. Bố Alex là ông tóc bạc, right. Ông khác. Come on then. Vũ á. Walk you down. Đây, phía dưới anh em để nhìn thấy tôi sẽ đi xuống cái phòng này này. Đây tôi đứng ở trên này tôi nhìn cho anh em này, chúng ta đi xuống cái phòng này. Đây cũng chính là căn phòng đã gây ra những cái thảm họa cho loài người trên trái đất đây. Chính là cái căn phòng này đây. Bắt đầu ở đây đây. I don't actually have to test my theory, do I? Greetings, Eli. Đây ông Eli đây. Bố của Alex đây. Đây bố Alex đây. Gordon. Gordon. Good morning. Chào buổi sáng. I'm glad you're here. Rất vui khi anh ở đây. They're a bit strange. Trong vài phút vừa qua có rất nhiều thay đổi. Úi giời. It's about to go critical. Chập mẹ điện. What in the blazes is going on with our equipment? Chuyện gì xảy ra với lại trang thiết bị của chúng ta thế này? Never meant to do this in the first place. Căn phòng tội lỗi. Nothing we can't handle ourselves, Eli. Run along, Gordon. We'll be but a moment. Không, không phải bê nguyên cái model 3D từ con H22 sang đâu. Cái phiên bản này trẻ hơn mà. Kể cả là ông này, ông anh em gọi là Vũ Ti Hồng, Vũ Ai Ho này là trông cũng trẻ trẻ hơn mà. Trông trẻ hơn đấy. Bấm thang máy và tôi sẽ chính thức đi vào để thực hiện cái thí nghiệm khốn nạn. Thí nghiệm này là tôi sẽ đưa một cái tinh thể. Tôi sẽ đưa một cái tinh thể vào bên trong cái máy quét. Oh, there you are. Everybody's been looking for you, hombre. Mọi người đang đợi anh. Mời anh vào. Here he is. Cậu ta đây rồi. I'm afraid we'll be deviating a bit from standard analysis procedure today, Gordon. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái thí nghiệm nó không được bình thường cho lắm. Với một cái lý do. Đây là cái dịp rất là hiếm đối với chúng ta. Đây là một trong cái mẫu vật tinh khiết nhất mà chúng ta có. Nhưng mà nó không ổn định cho lắm. Miễn là chúng ta cứ đi theo đúng cái phương pháp đã được thông qua thì mọi thứ sẽ ổn thôi. The possibility of a resonance cascade scenario is extremely unlikely. I just don't feel. Gordon doesn't need to hear all this. Con này là fan made nhưng mà đã được được veil cho phép nhé. Fan made mà được veil cho phép làm. Anh em có thể mua con này ở trên Steam. You're right. Hoặc là mua tại divinshop.vn đều được, giá nó cũng rẻ thôi. Một cái sản phẩm mà mất đến 16 năm. Well, go ahead. Mất đến 16 năm để làm ạ. Những cái người mà trong cái nhóm sản xuất con này là cũng đã đi từ những cái người trẻ đến bây giờ già hết rồi. 16 năm mới làm xong. Một sản phẩm rất đáng để anh em chơi. Nó yêu cầu cấu hình rất là nhẹ. Rất nhẹ nhá. Bất kỳ cái cỗ máy nào tôi nghĩ là thời điểm hiện tại anh em chơi thoải mái. Đây rồi. Căn phòng tội lỗi của tôi đây rồi. Căn phòng tội lỗi đây rồi. Đây là chúng ta sẽ đi lên trên để bật cái tinh thể nó lên. Testing. Thử nghiệm. Mọi thứ vẫn Everything ổn. Seems to be in order. Thế kìa, cái phòng nãy tôi đứng ở trong kia tôi nhìn ra anh kìa. The specimen will be delivered to you in a few moments. Cái tinh thể sẽ được đưa cho anh trong vòng một chút đi nữa thôi. Climb up and start the rotors. That way we can bring the anti-mass spectrometer to 80% and hold it there until the carrier arrives. Bắt đầu. Very good. We'll take it from here. Máy
phải bắt đầu chạy. Power to stage one emitters in 3, năng lượng 2, chuẩn bị trong vòng 3, 2, 1. Xui ngùng. I'm seeing predictable phase arrays. Đấy. Stage 2 emitters activating now. Trạng thái 2 bắt đầu. Gordon, we cannot predict how long the system can operate at this level. Rồi, bây giờ tôi bắt đầu rồi, công việc của mình rồi. Please, work as quickly as you can. Bắt đầu công việc của mình rồi. Overhead capacitors to 105%. It's probably not a problem. Tính thể đưa lên chưa? But I'm showing a small discrepancy in... Well, no. It's well within acceptable bounds again. Sustaining sequence. Đưa tinh thể lên đi. Rồi. Gặp thử nghiệm đã sẵn sàng. Nó sẽ đến với chỗ anh ngay đây, Gordon. Rồi, cái khu kia kìa. Anh em nhìn thấy cái đèn đỏ nó bắt đầu nháy lên chưa? Đấy. Viên tinh thể được đưa lên đấy. Rồi, giờ tôi sẽ là cái người đút nó vào. Đây là giờ phút khốn nạn của loài người đây. Slot the carrier into the analysis port. Wow! Whoa! Get away from the radiant! Shoot! Shut it down! Shut it down! Tắt nó đi ngay! Tắt nó đi ngay! Ai nói đưa con đường ra khỏi đấy! Tắt nó đi ngay! Tắt đi! Tắt động cơ đi! Trời ơi! Ai cho tôi ra không? Cho em ra cái cười! Cho em ra! Tàn nát hết rồi! Đi! Sắp đau tì cà con mẹ nó rồi. Thôi, thôi. Đây là những cái người vo tì gau đấy. Những người vo tì gau đấy. Unforeseen consequence đấy. Hậu quả không ngờ đến. Tan nát rồi. Để tôi giải thích với anh em một chút về cái đoạn này nhá. Cái thí nghiệm này ấy, nó đã đột ngột tạo ra một cái cánh cổng. Nó đột ngột tạo ra một cái cánh cổng không gian, mở ra từ một cái vùng đất, một cái hành tinh có tên là hành tinh Sen. Nó thông sang cái trái đất. Và những con quái vật từ trên hành tinh Sen đấy, nó đã chui qua cái cổng không gian mà chúng ta được vượt mở ra sau cái vụ nổ đấy, và nó đến cái khu nghiên cứu này. Đó. Và giờ thì tôi bắt đầu phải sống sót trong cái địa ngục trần gian này. Cái khoa học ra đâu hết rồi? Mở cửa cho em. Chết khổ. Toi hết rồi. Đéo mẹ có phải gã đi bốt đéo đâu mà dọa thế. Toang rồi. Anh ơi còn sống không? Mất mẹ nó cả tay rồi. Các anh chị lúc nãy ở đây. Toi hết rồi. Tôi nhớ là mình sẽ nhặt được cái ba to ở đây mà. Đúng nhở? Mình nhặt cái ba to ở chỗ nào nhỉ? Không phải dưới này à? Đi lên thôi. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải thoát khỏi cái nơi này nhá. Nhưng mà vấn đề ấy, đó là mọi thứ nó không đơn giản chúng ta thoát ra.
Tôi đã cố gắng để cảnh báo họ. Hai ông này còn sống đây, anh em để thấy đây, ông Alex Hoan với lại ông này vẫn còn sống đây. Cậu ấy vẫn còn sống. Cậu đứng. Rất may là cậu mặc cái bộ đồ chống phóng xạ. Tất cả phương tiện liên lạc ra bên ngoài đều bị cắt hết rồi. Tôi không thể nào gọi liên lạc với ai được. Cậu cần phải lên trên mặt đất, nói với mọi người biết chuyện xảy ra ở dưới này. Chúng ta làm cái quái gì thế này? Anh em nhìn thấy cái gì đây chưa? Mẹ, đây chính là con Headcrab. Chính là con nó sẽ nhảy lên đầu người và nó sẽ biến con người thành zombie đây. Cậu phải luôn mặc cái bộ quần áo đấy, cậu có nghe tôi nói không? Cái vấn đề của Gordon Freeman bây giờ đó là... rồi anh em sẽ biết. Đó là kẻ thù của chúng ta không hẳn... Quân bệ! Cứu với! Úi dồi! Úi dồi ôi! Mẹ khổ thân anh khoa học gia quá cháy! Nát mẹ nó người! Anh kia đang kêu cứu ạ! Ôi, cho em quá. Zombie đây. Đây chính là xuất phát của những con zombie mà anh em gặp ở trong con Garimox mà bọn tôi chơi đây. Đấy, nó chính là cái con Headcrab. Nó nhảy đầu người. Người đấy sẽ bị mất toàn bộ cái đầu của mình. Và con Headcrab nó sẽ điều khiển hành vi của người đấy. Cái ba to đâu rồi? Cái gì đấy? Ai đó cho tôi ra khỏi cái thang máy này với, tôi không muốn chết. Xong mẹ rồi. Hai anh chị ở trên thang máy rơi chết mẹ rồi. Ngoài kẻ thù là những cái con quái vật ở đây ra thì Gordon sẽ còn gặp lực lượng quân đội nữa. Lực lượng đặc nhiệm. Chúng nó được cử đến đây với cái mục tiêu đó là che giấu toàn bộ sự việc xảy ra dưới khu Black Mesa này, giết tất cả những người còn sống. Những cái thứ này là gì vậy hả Gordon? Tại sao bọn chúng lại mặc quần áo của nhà khoa học? Đi đây. Đẹp dai chưa? Đây là một anh bị con mẹ con Headcrab nó cắn vào đầu và anh ấy biến thành con như thế này đây. Rất đẹp dai. Rất đẹp dai. Ô tổ sư. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Ê! Đi coi mẹ! Anh ơi! Sửa nó anh ơi! Sửa nó anh ơi! Sửa cho em cái! Đéo mẹ! Ê! One down and tell if I know. Bắn đi anh! Cố lên! Tốt! That's right. Chow time's over. Những người nào mà không chết thì đều bị bọn Headcrab cắm đầu vào hết. Up flare. Flare điểm gì? Flare điểm gì đây? Mẹ. Có sống không anh? Đi! Bọn khốn nạn! Cháy mẹ mày đấy!
Cháy mẹ mày đấy. Bình tĩnh nào coi anh. Còn cái flare nữa. Còn cái flare nữa đâu rồi? Để rồi. Flare đốt được quái chuẩn đấy anh em ạ. Sao lại đéo đốt? Đốt đi. Thằng kia bị ngu. Mới cho em đéo gì em? Anh đây mà. Em sao đây? Em sao đây? Cái gì cơ? Gọi vào thằng nào để nó đi theo? Ok mẹo đi. Tôi phắn đã. À chỗ này là khí ga đây này. Mình mà ném vào chỗ này nó sẽ cháy lên đây này. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Please mày đi có đéo gì. Nha. Đùa nha. Ui đi. Zombie đéo ném kinh vậy. Mày láo tào à. Các anh này chết con mẹ hết rồi. Làm sao mày ra đây. Mày ra đây. Mày đi vào đây. Tàu đi về thôi. Anis, con mẹ anh ơi, tàu về đâu rồi? Đi. Ngày xưa tôi nhớ mười mấy năm trước tôi đã từng như thế này đây. Mò ra đây và tuyệt vọng nếu thấy con tàu của mình đâu. Đời nó cô liêu. Vào. Chùa đây. Ông mùi lếu. À đi rồi. Vũ khí mẹ có thể nói là quả mẹ. Ui. Cái đéo gì nổ đấy. Thanh xà beng huyền thoại mà chúng ta hay gọi là ba tong đấy. Bù láo tảo á. Bù láo tảo á. Bù láo tảo á. Bù láo tảo. Lão, lão. Ôi giời ơi. Em chào anh. Anh gì ơi? Người yêu bỏ, người yêu bỏ. Người yêu bỏ. Chào anh. Đây anh này chuẩn bị con này nó ộp mẹ vào đầu này. Anh em nhìn đây là quá trình một người bị biến thành zombie như thế nào đây này. Ở đi. Giỏi. Khá quá. Khá quá đây này. Em chào anh. Em chào anh. Em chào anh. Láo tàu á. Anh này đang trong quá trình biến hình thế này. Đây là lúc mà chưa biến thành zombie hẳn mà mới bị con kia nó cạp vào người thôi. Đây tôi soi cho anh em nhìn kỹ nhá. Đây này. Cái phần này nó đã úp lên đầu. Móng tay bắt đầu dài ra. Người bắt đầu trong quá trình biến hình. Phần đầu bị biến mất sạch. Ở cái phần người. Đây. Ở phần người thì dọc từ trên cổ chạy xuống dưới dạ dày là bị phanh ra. Anh em có thể nhìn thấy là những cái xương sườn nó đang coi như là tung tẩy. Đấy. Đấy, gọi là sinh học tham. Đừng nhanh ơi. Trời lệ. Hóa kiếp cho anh này cho nhanh. Cầm này sang hóa kiếp cho anh bên kia. Cái này không đập được rồi. Không hóa kiếp được cho anh bên này rồi anh em ạ. Tôi định sang bên này hóa kiếp cho anh ý nhưng mà đéo được. Rồi.
Ngày xưa chơi đoạn này sợ vãi đái luôn, thề với anh em. Sợ vãi đái luôn. Khổ. Anh này bị làm sao? Úi dồi. Lắp cái này vào đây. Tứ tổ tivi game sợ quá, em đi ngủ đéo rồi. Tứ chưa đi ngủ à? Ừ đi ngủ đi em. Giữ gìn sức con nhà bà khỏe. Tìm đường ra ở đây thôi. Chết rồi. Anh ơi triệu hồi vũ chi thuật. Anh ơi nó đi ngủ 10 mẹ năm rồi. Vũ tuổi gì chơi trò này. Mà trò này thì cũng so với cả con game kinh dị bây giờ nó không còn là con game quá kinh khủng nữa. Nói chung mà tôi khuyên dùng cho những anh em nào mà không dám chơi con game như là Outlast hay là kiểu như là The Evil Within hoặc là một số con game kinh dị hạng nặng mà tôi từng chơi ấy, thì anh em phải chơi con này. Nó kém phê hơn một tí, nó chỉ thỉnh thoảng hơi giật mình tí thôi, chứ đéo có gì sợ lắm. Đấy, khuyên nhá, khuyên. Ủa cái gì đấy? Nhông mẹ. Ủa cái gì đấy? Ê. Bỏ mẹ rồi. Chóng mặt buồn nôn VCL. Có gì mà chóng mặt buồn nôn anh em? Hay là do cái này nó quay nhanh quá thì tôi chỉnh cho nó xuống một ít nhá. Cho cái độ nhạy chuột nó xuống một tí để anh em sẽ đỡ bị chóng mặt hơn. Đây. Đấy. Anh em sẽ đỡ bị chóng mặt hơn đúng không? Ổn chưa? Ấy à. Mẹ của chó. Bỏ đấy. Cái tiếng đập này nó không sướng. Tiếng đập này nó không sướng như cái tiếng đập ở trong Half-Life 2 đập zom. Sướng hơn. Anh đi làm trò đéo đấy. Ô. Discord. Con gì trong đấy đây? Khổ. Anh này đang mẹ cố gắng cứu ạ. Ngã xuống cái thang đập đầu chết mẹ luôn. Của anh kia bị lôi vào xong có con gì ở bên trong ý. Mẹ. Ôi. Ê. Quả tim. Vâng. Anh em có nhìn thấy tâm thất không? Quả tim của anh ý ạ. Bố tổ sư. À đây. Giới thiệu đấy anh em. Đây là những sinh vật rất là dễ thương. Với cái lưỡi dài gấp 10 lần lưỡi người yêu anh em. Nó mặt đá thì thôi rồi. Đây, tôi thử nghiệm cho anh em xem. Nó sát thằng cha kia đâu rồi? Mất mẹ sát thằng cha kia rồi. Không có ai thử nghiệm đây. Thử nghiệm cho anh em. Con này thì anh em không lạ gì nữa rồi. Ăn đi em. Ăn đi em. Đấy, Pokemon đấy, Pokemon đấy, Pokemon đấy. Pokemon đấy, Pokemon đấy. Pokemon với chúng tôi. Pokemon với chúng tôi. Pokemon chúng tôi. Nói là con nó chỉ hét thôi. Nó chỉ hét thôi. Nó làm cho mình bị choáng. Nó là một sinh vật ở trên sen nhá.
Đấy, cũng hết grab đấy. Anh ơi, anh gì ơi, anh nào thở mẹ như bò giống đấy đấy. Em chào anh, em chào anh. Em chào anh, em chào anh, em chào anh. Ây à. Mày lão. Đây, tôi cho anh em nhìn thấy cái mồm của con này đây. Thì cái mồm chưa? Đấy, cái mồm này nó mà ụp vào trong cái đầu mình mới là vui đây này. Đấy, em tưởng tượng cái đầu của chúng ta sẽ bị ụp vào bên trong cái đấy. Giống như kiểu chúng ta đội mũ bảo hiểm bị xe máy ấy. Đấy. Sau đấy chúng ta trở thành một cái thằng như thế này đây. Rất nhẹ nhàng. Cắm này đây đã. Con này tôi cảm thấy nó là cái phiên bản remaster, nó hay ở chỗ này là nó áp dụng cái vật lý, nó áp dụng cái physics ở trong Half-Life, ở trong cái con engine shot vào trong cái con Half-Life 1 này, nó tạo ra cái gameplay nó mới lạ rất là nhiều so với lại gameplay của Half-Life cái thời ngày xưa. Chúng ta thể nhấc này, ném đồ vật được chứ ngày xưa ở trong cái phiên bản ngày xưa không có đâu. Cái này nó áp dụng cái vật lý. Chưa hết à? Quay giờ đi. Cái này chắc chỉ mở thế thôi đúng không? Gordon ngày xưa bị liệt không nhấc được đồ. À. Đây rồi. Nhấc này lên mà anh em. À không, từ từ. Thẳng đây, mày không ăn mày thẳng đây. Rồi thả lưỡi xuống đây. Vâng. Tôi phải bắt được con chó này mới được. Giết nghệ thuật. Giết nghệ thuật. Ra đây. Ấy à. Giết nghệ thuật. Giết nghệ thuật. Ấy à. Từ từ hãng nhảy ở chỗ tao. Đây, tao đây này. Đúng rồi, nhờ đấy này, đúng rồi. Chết mẹ mày đi. Giết nghệ thuật. Tiêu hóa rồi đấy. Đấy. Sau một hồi chỉ còn làm một miếng xương. Thả xương xuống lại tự nhặt xương lên đớp tiếp. Xương mà, ăn thì đéo được. Xương, cái này đéo ăn được đâu. Đấy người ta gọi là ui. Ây da, cầm cái đấy phải cầm ném luôn. Này. À đúng rồi, giết nghệ thuật. Giết nghệ con đẹp ma thuật. Tiếp tục giết nghệ thuật. Đây anh ơi. Đây cơ mà. Đây anh ơi. Giết nghệ thuật. Úi dồi ôi. No chưa? Đó, nghe tiếng ăn cứ rột 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 rột. Nhất hạng đấy. Nó có thải ra cái gì không? Ăn hết không để lại xương à? Rồi. Kỹ thuật lắm. Ừ. Đéo ở đây. Ơ cái gì đấy? Ơ con gì đấy? Anh ơi. Tôi.
Is it cứu em? Please, con mẹ thằng vũ. Mày coi. Please. Siêu nhân điện con mẹ nó quang rồi. Ra mẹ mày đây. Thôi. Mẹ đau quá. Mày dọn ra mẹ mày đây. Chết đâu rồi? Thằng đéo chịu sang đây kia bạn. Thằng chó vũ thủ trong cái kia. Đóng mẹ cả cái nắp thùng rác lại. Đấy, bắn kinh không? Đây mày, đây rồi. Con chó mày sẽ phải chết con chó ạ. À. Đi vào đây. Ơ sao đéo mình nhảy trâu lên? Kéo lên anh ơi. Nghệ thuật quá. Mình nhảy vào đây. Lên luôn. Con chó ấy ném bình gà gì? Ném bình gà tàu này. Con kia nó kéo nhầm cái thùng đúng không? Đúng rồi. Vâng, kia là do nó kéo nhầm cái thùng đúng không? Ăn nhanh lên. Ăn xong chưa? Để con lượt con khác. Thả lưỡi đây. Chết mẹ, như là nó ăn phải... Thả lưỡi xuống ăn chưa no đâu. Vẫn ăn nữa được. Đéo mẹ. Chắc là đéo tiêu hóa được. Ăn con kia toàn xương, đéo ỉa được. Khổ, tốc độ thả lưỡi có vẻ hơi chậm. Thả lưỡi nó nhanh vào. Mày, ăn chưa chi đã no rồi bố tổ sư. Ừ, hóc mẹ xương. Cái mày ra đây. Ủa, ra mẹ đây. Vào đây có chó. Đi mẹ vào đây. Bà mẹ mày đây. Lên rồi em ơi. Đi vào đây. Lên. Ấn đi mà sao đéo lên. Con này nó có đồ phòng phủ rồi. Ấn đi. Con mẹ thì chết tôi rồi. Đi. Con mẹ mày. Mẹ mày. Đi. Con mẹ con đấy nó có miễn nhiễm rồi. Con đấy có miễn nhiễm. Ui dồi. Mẹ rơi mẹ xuống đây rồi. Khốn nạn. Này hút đi. Mày làm sao? Chắc còn đến người toàn điện xương sẩu là còn kiện đéo ăn. Có phải cầu thang kia cầu thang tôi đi lên không nhỉ? Đúng không? Đi con mẹ! Anh gì ơi cho em cái thang lên cái! Đéo mẹ thật! Ô
Úi dồi ôi, mày chết mẹ. À, nó dâng nước lên, tôi điên kia được. Đấy, ngon ngay. Mày đi ở đây. Đây, 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 đây. Con này khôn gì? Con đéo rơi xuống này. Khôn quá. Khá đấy. Khá đấy. Làm liều. Nó tao à? Khôn khôn khôn. Ôi khôn lắm mẹ. Đi nó còn căn mẹ vạch đéo xuống luôn. Cái này là gì? Chả súng ngâm đéo. Mẹ bao nhiêu bảo vệ chết đéo có thằng nào rơi súng cho tôi ấy đâu. Ơ, lại cái gì đấy? À đấy là cái chiều không gian khác đây anh em. Nó sinh ra bọn mẹ hết crap đấy. Đây anh phải nhảy lên từ đây rồi. Nhảy lên đây. Nhảy lên đây. Nhảy lên đây. Nhảy vào đây. May đây không phải là ga remote đấy. Mẹ, chơi ga remote mà đi vào trong mấy cái chỗ này nó cóng lắm đấy. Ô tổ sư. Ô, xong. Hàng đây rồi. Có thế chứ. Mày chết chưa? Hết giáp. Sao? Đi thang máy xuống. Tiết kiệm đạn à? Ờ. Cái gì đấy? Đúng rồi, tôi nhớ giai đoạn này là chuẩn bị Discord đi. Khốn nạn. Khốn nạn. Anh Dũng để ý đi hết cái phòng gần đó là có súng đấy. Tại anh không để ý cắm đầu mà đi thế súng đây còn đéo gì. Anh em giỡn người à? Súng đây làm gì nữa à? Súng đây. Tôi vừa lấy súng rồi. Ôi ôi, anh này cũng có súng này. Nếu mà mình có không lấy đoạn kia là mình có thể lấy ở đây. Có sống không anh? Chết mẹ rồi. Tôi
tôi nhiều đạn lắm rồi. 66 viên thoải mái đi. Đấy, 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 đấy. Lại cái con gì đấy. Cái đéo ở đây. Cái con kia là cái con nó hét lên mà sao nó còn nổ được à? Tan hoa mẹ đường này rồi. Đéo rồi. Ở đây. Tôi cũng nhớ mà, ký ức mười mấy năm xưa nó quay trở lại. Tôi biết đường đi ngay. Đoạn này nhiều anh em chắc là mẹ đái ra máu luôn. Ôi, ngày xưa tôi đã từng bí chỗ này. Cũng đã từng tìm mãi cách nào để đi được. Bò đòi lắm, bò đòi lắm. Kinh nghiệm năm xưa để lại. Dành đạn để giết mấy con điện quang à? Làm gì? Cầm súng ở dưới ra súng đào bên chỉ là teo mẹ. Có giá thôi súng đấy cứt. Teo bố hết. Đây bên này rồi đây. Chúng ta sai bên này rồi đây. Đấy, phía dưới anh em thì có con kia chưa? Chỗ đánh lẫn nhau đấy. Vì đây những con thú ở trên sen mà. Bọn này đánh... Ôi, nào, mẹ đủ nó một. Please, con mày đang đứng xem thú, bố tủ sư. Bố con chó nhớ tao nhá. Đang xem sức thú. Ê, bắn acid kinh vãi. Bắn xa thế. Hình như cái thùng kia là thùng nổ hay sao nhỉ? Nổ thế! Mấy anh em thấy tôi chơi nào? Quá bố đời mẹ luôn! Con khốn nạn coi như là chết rồi! Cái nhiệm vụ của mình là phải mò sang được đường bên kia. À đúng rồi, dưới kia có cái đường bơi sang đây. Cứ đi thang máy cái nhở. Thôi. Không cần. Khổ, em kia chết đuôi bắn ở tận bên này ạ. Bố láo với tao hả con. Một pha nổ đến nỗi đuôi của cái bắn tận sang bên này ạ. Khổ. Nhổ nước bọt tao hả con. Đấy là mẹ. Đấy nó gọi là sự trừng phạt cho đứa dám bố láo với tôi. Chết ngay. Mẹ lưỡi của mấy con chó dài thế. Rồi, tôi qua đây. À, có trò vui làm rồi. Đâu nhở? Ăn không nè em ơi. Ăn không? Ngon lắm, ăn không? Rồi, ngon lắm. Ngon lắm. Chết lòi pha chưa con? Láo bù lều. Chết lòi pha chưa? Lòi mồm chưa con?
Ôi dồi ôi, cái mỏ mẹ gì đấy? À đúng rồi, cái phần này là phần phải nhảy. Tôi nhớ rồi, khốn nạn. Chỗ này khó lắm đấy này. Khó như là tôi đéo nhớ mà tôi nhớ là nó khó. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi vào lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Quyết chí ắt làm nên. Quyết lên ắt làm chi. Quyết chí ắt làm nên. Bố đời chưa? Bố đời chưa? Bố đời chưa? Đéo bao giờ bố lao với tôi luôn. Fan hâm mộ ruột của Half-Life chơi bố đời lắm. Ô cái đéo đây. Trông như mấy anh này trông như đang mẹ núp đít nhau. Kinh lắm. Gặp phải fan ruột của dòng game. Thôi bỏ mẹ con kia ra rồi. À. Phải chạy đâu? Con Pokemon. Pokemon chạy đâu? Con Pokemon. Đem. Toác thủ mấy con ra luôn. Cái này tôi nghĩ là chắc là bây giờ anh em tìm chắc là nó có crack rồi đấy. Khu vực office rồi. Tôi đi hết khu vực thí nghiệm rồi. Bao đến khu vực văn phòng đây. Điện, 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 điện. Úi xù. Úi xù. Nát bét luôn. Ui. Mẹ điện gì khỏe vậy? Mẹ điện khỏe mức độ còn sụt cái tường, thủng cái tường ạ. À. Phải đài với điện. Ok, có hai con sống trong kia kìa. Mở cửa cho em anh ơi. Ai vậy? Mở cho em. Anh Scorpio. Vũ, Vũ, vâng, Vũ. Đây là điển hình của Vũ thưa anh em. This is a Vũ. Nếu như anh em chưa biết, thấy đồng đội anh em bị nó hút lên. Vũ. Đéo nói đéo rằng mẹ luôn. Rất nhẹ nhàng. Bố tổ sư. Mở cửa cho tao. Sợ quá mò mẹ kia rồi. Tôi phải chua đây. Đấy. Vào tận đây gặp Vũ. Đấy, vâng. Vũ của chúng ta. Vũ với chúng tôi. Vũ với chúng tôi. Wow. Oh, Gordon. Tao đây. I had known it was Dũng you. Đây. I would have let you. Nếu như em biết đó là anh em đã cho anh vào rồi thường thì có vớ vẩn. Mọi người đều đang lên hết mặt đất rồi. Nhưng em nghĩ bọn họ điên rồi. Nếu chúng ta cứ ở đây thì sẽ có ai đó để cứu chúng ta. Không nên lên đây làm gì, đúng không? Đấy, Vũ đấy, Vũ. Có gì đâu mà sợ. Cứ đi. Đi đi. Phá phần, sợ gì. Do you think we should appeal to the alien authorities? Vũ còn bảo là chúng ta còn nên coi như là bắt người ngoài hành tinh phải đăng ký không? Này. Ủa? À, cắt điện, cắt điện, cắt điện, cắt điện. Do you have any idea what to do next?
anh có biết phải làm gì tiếp theo không? Đi ra đây. Đi ra đây anh bảo. Đi ra đây anh bảo đi. You're heading out there by yourself? Anh đi ra ngoài à? God have mercy on your soul. Hy vọng Chúa phù hộ cho anh. Mấy mày ở cửa trong này. Mà đi ra đây anh bảo ra. Rồi, cắt điện rồi. Cái gì đấy? Điều mẹ giật cá mình. Nước à? Mở được cửa này. Well, I think it's rather stimulating, don't you? Đi đâu rồi nhỉ? Chùi lỗ á? Lỗ này vừa chui nãy xong mà. À, chui theo đường này đúng không? Ờ, đúng rồi. Lúc nãy tôi chui đường kia. Rồi, thank you anh em. Mình phải chui đường này mới đúng. Hey! Mày! Sao? Đây chỉ để lấy ấy thôi. Đập gỗ không được, đập rồi đây. À, đập nhiều. Thì đúng rồi, mà có đi qua đéo đâu. Chặn mẹ đường rồi. Nhảy qua kính, kính vỡ vụn rồi nhảy qua được không? Cái nào mà nó vỡ mà chúng ta nhảy qua được, kính nó phải vỡ thành từng mảnh cơ. Chứ còn nếu mà chúng ta đập mà nó chỉ thấy nó nứt 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 xong có mấy cái miếng nhỏ 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 bay ra là không không nhảy qua được đâu. Quay về bật điện lên à? À đúng rồi, bật điện cho cánh quạt kia nó quay đúng không? Đéo mẹ vô bật của anh cái điện cái. Tắt mẹ rồi có bật được nữa đéo đâu. Tắt rồi là khỏi bật luôn. These crab creatures have a unique parasitic strategy, don't you think? Bật kính được à? Ơ nhở? Ơ đi. Ờ đúng rồi. Chuẩn đấy các bạn, ngon. Ngon quá. Very good. Ui cái gì đấy? Thank you anh con chả bãi em. Rồi trong đấy này. Đang có thông báo là sơ tán toàn bộ khoa học gia trong khu này đây. Mang theo máu me rồi những cái đồ tiếp tế đi theo. Pin pủng.
Nhạc hay mà. Hey, hey, over here. Hello anh. One of these little buggers latched onto my buddy's head. We gotta get that thing. Ông này đang bảo là một trong cái con quái vật nó vừa nhảy lên đầu của bạn ông ý. Chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay. Hút mưu đéo gì. Đi. Get off of me. Mua mày ra. Bay mà tôi cứu ông kịp nhá. I owe you one. Here, let me get this open. I got some supplies in the back. Tớ có nhiều đồ dự trữ ở phía sau. Go take a look see. Cứ đến xem cậu thể lược thứ gì. Tốt, cả bắt đầu. Ngón. Sọc con nhà bà gân ngay. Mẹ nghe quả lên đạn nghe sướng nhỉ. Không, cái âm thanh lên đạn nghe sướng. Công nhận trong cái phiên bản mà remake này của con này tiếng súng nghe sướng hơn. Nghe cái tiếng xoạch xoạch. Any chance you can spare some morphine? Thịt thằng kia lấy súng không giết được, trong này không giết được người. Trong này không giết được. À, vò tì gầu. Vò tì gầu với chúng tôi. Thằng kia bắn đấy. Anh xử thằng đấy rồi. Bọn này ấy, anh em sẽ thấy nó là một cái bọn Vortigao nhưng mà trên người nó có những cái xích đang xích lại. Người Vortigao là người rất tốt, họ không phải là người xấu. Chúng ta gặp lại những người Vortigao này ở trong cái phần Half-Life 2, họ cũng giúp loài người trong cái công cuộc là chống lại bọn Combine. Tuy nhiên đây là những cái người Vortigao bị xích, bị làm tù binh và họ bị bắt đến đây để gây tội ác. Tù binh của Sen mà, hoặc là tù binh của Combine. Thành ra là họ mới độc ác như vậy. Người Vortigao này là người tốt. Một cái chủng tộc đấy, họ là một cái chủng tộc thôi. Có một chủng tộc ngoài hành tinh. Nhưng mà bị bọn Combine nó You think anybody's gonna believe all this? Kiểu đồ hộ. Bấm E thằng kia cho nó đi cùng á. Lead the way, sir. À, ok. Đi theo em anh. Hay quá. We gonna go anytime soon? Đường này là không có đường đi rồi đúng không? Anh đi lại chỗ cửa kính, anh nhảy vào cái phòng đầu tiên, phá kính nhảy vào trong có lỗ thông hơi. À hả? Có anh cảnh đi sau rất cả mình. Theo em anh ơi. Phòng này đấy hả? Well doc, got any ideas? Đây, phòng này. À, hay quá. Ui, mẹ điện. Vào đây cẩn thận anh nhá. À, anh nhớ vào được. Rồi, điện. Nhảy sang đây. Xuống đây. Lên cái này. Gặp lại anh sau nhá. Ok được rồi. Tuyết. Đừng bỏ Vũ. Cho Vũ theo á. Nó có đi theo tôi đéo đâu mà. Thằng này nó đéo đi. Quan trọng tôi e nó mấy lần ở đây. Nó có đi đéo đâu, nó bảo nó đéo đi mà. Tức là thằng Vũ ý là nó ở lại đây. Nó đợi người đến cứu. Thôi đi, có mẹ giật cả mình. Bố tổ sư. All right, Doc, let's tear some shit up. Vũ nó có dám đi đéo đâu. Đây, tôi quay lại cho anh em xem. Vũ ơi.
Anh em đang gọi đi cùng kìa. Đi không? Hey, look up I'm there. Staying here. I don't want to chance missing the evacuation team. Đấy, nó bảo nó ở lại đây mà, nó không muốn bỏ lỡ cái cơ hội được cái đội đến cứu mang đi mà. Let me get out of your way. Kì quá nhở? Xử đi anh. Được việc phết đấy chứ. Anh cảnh được việc phết. Mỗi đời lắm đi, khổ. Cầm. Xử nó anh ơi. Xử nó anh. Bắn chuẩn vào, bắn đeo bắn chán thế. Bắn chuẩn vào đúng rồi. Hay quá, được. Anh xứng đáng làm đệ em. Well, so much for wishful thinking. All right, you scout on up ahead. I'll secure this area. If you anh can't make it anh back around, don't sweat it. Just keep going. Anh bảo là anh sẽ trông lại ở đây. Tôi cứ đi trước. Trên này rồi. Chào anh nhé. Power 50%. 15 năm làm game mà bọn NPC vẫn ngu như ngày đầu ra mắt. Nhảy với leo trèo đéo biết gì. Hỏi sao Freeman là người được chọn. Ơi thôi đi. Chosen One đi chấp nhận. Ôi thôi. Ôi thôi. Ôi. Có quả súng tự động à? Súng tự động rồi. Ê! Mình không đấu với nó đâu. Chạy nhanh. Power 65%. Đi anh ơi. You don't still think this is a drill, do you? Đi anh. Go, go, go. Ui. Kéo anh ơi, từ bình tĩnh. Chạy qua anh ơi. Nhanh. Khổ. Sau một khoảng thời gian chúng ta cảm thấy thân thiết nhỉ? Cảm thấy thân thiết với anh này, khổ đồng đội. Khi mà chúng ta đang cô đơn giữa cái chốn khốn nạn này thì lại có một người đồng bạn đồng hành đỡ cô đơn. Nhưng đây anh, tôi sẽ cố gắng để cho anh sống. Ô lại anh nào đây? Làm anh vậy? Ơ. Tôi nghe thì có giọng la hét ở phía trước. Anh đi trước đê. Ơ đi. Khốn nhông quên tôi đầy. Đéo mẹ. Ơ có hai người đi theo rồi. Vãi lìn. Ôi dồi ôi mẹ. Đội trưởng đội đặc công mẹ nó nhiệm rồi. What's that stench? Được đấy. Hai anh theo tôi. Hai đồng chí theo tôi. Đằng này có mấy con quái vật xử lý các đồng chí. Đéo ra kìa. Xử lý cho tôi. Xử lý cho tôi. Tốt. Được cái bọn này nó cũng nói nhiều mình đỡ cô đơn. Ôi giời ơi. Dậy đi anh. Yeah. Sorry. We should probably get going now. Ui. More buggers. Hey, I got one. Hot.
Let me get out of your way. Ủa? Ủa chị nào ý? Cứu! Ôi chị ơi! Đi cơm mê! Đéo kịp rồi! That thing tore them to pieces. Hai anh đờ mẹ nó người ra rồi. Cơm mẹ. Chị ơi. What is that? Ý kiến cô gái theo mẹ. Chậm quá. Vô tí gạo, vô tí gạo, hai người. Xử lý anh. Vô tí gạo với chúng tôi. Mày, mày nên nhớ tao bây giờ đội trưởng đặc nhiệm nhá. Dăm ba còn vô tí gạo. Vô tí gạo với chúng tôi. Ơ cái gì đấy? My bad, Freeman. Sao đây? Tự nhiên kêu âm mỹ giật cả mình. Vô tình gầu với chúng tôi. À. Đó đối. How cool is this? Kinh quá nhờ. Nhận xét lại còn anh bắn ngầu quá kinh. Quá ngầu mẹ luôn. Này, cho phần hai ông đấy. Xử đấy. Don't let him get near you. Tốt. Khá quá. NPC làm tốt đấy. Với cái nhóm fanmate họ làm quá giỏi mẹ. Ô gái. Cho chị. It's not my time. Don't worry, he's human. Điều hiểu ông kia lại còn bắt mụ ta đi. I'm coming with you. Tôi sẽ đi với anh. I'm not so sure we should go to. Tôi không chắc chúng ta có nên lên mặt đất hay không. What we're doing down here. Nếu như thế giới biết chúng ta làm gì này thì sao? Cái anh Clifford. Way out of here. À, ngon, có gái rồi. Mẹ. Anh kia lại còn bắt cô ta đi, đừng có bắt tao mới đau tôi. Are you seriously suggesting that all of these beings are here to dine on us? Này được rồi. It's hard to say. Chậm khá mẹ, trong cái tình cảnh như này tôi thật với anh em kiếm đéo. À thằng kia dám nhìn nhá. Thằng chó kia đã nhìn hai ông đã soi rồi. À hàng của anh nhá. Hàng của anh hai em cấm soi hàng của hai em nhá. Đây là chị dâu của hai em nghe chưa? Nào, tao bảo không được soi cơ mà. Rồi, tốt. Biết điều đấy. Quay mặt ở chỗ khác. Và vẫn soi chị dâu. Điều nào rồi? My God, what have we done? Sorry, Doc. Giờ đi đâu giờ? Think anybody's gonna believe all this? Bây giờ tôi phải dẫn theo mẹ. Em kia chả có vũ khí vũ khủng đéo gì. Hai ông đàn ông một vụ đàn bà dẫn theo khổ. You're not scared, are you? Power 90%. Please excuse me. Tức là cái khu này là khu nghiên cứu bí mật mà. Thành ra là lão khoa học gia lão bảo ấy, nếu chúng ta lên mặt đất mà người ta biết là chúng ta nghiên cứu cái gì này thì sao đấy. Nghiên cứu bí mật mà toàn những cái thứ bí mật quân sự mà. Ồ, tì gầu với chúng tôi. Ồ, tên các nhà khoa học đấy. Tesla này. Tôi nhìn ra tôi chỉ nhận ra Tesla thôi. Còn ai nữa? À, Michael Faraday. Rồi, Michael Faraday. Và Benjamin Franklin.
xử cái con kia đi. À để tôi thử xem. Hey, look up there. À khốn phết. À lại anh nào đấy? Vũ. Vũ. Tôi vừa nghe thấy có những cái sóng. They're coming to rescue us. À, có những cái sóng điện đàm cho thấy là quân đội đã đến cứu chúng ta. Không biết chúng ta có sống lâu để đến lúc họ đến cứu. Nó đéo đến cứu, nó đến nó diệt khẩu đây, đéo đến cứu đâu. Vũ đang ngồi dưới hầm nghiên cứu vẻ khổ. Dắt cả bút chì bút chiếc trên đầu. Bọn đấy nó đến nó triệt hạ mà. Bọn đặc nhiệm nó được cử, bọn đặc nhiệm nó tên bọn Heku. Đến đây nó giết hết. Nó không muốn bí mật của cái khu nghiên cứu này bị lộ ra ngoài mà. Đến nó giết hết, mấy ông kia cứ tưởng là nó đến nó cứu. Cứu đéo đâu. Đấy à, súng máy thương anh ơi. Chết mẹ hết rồi, đâu, đập vào đây, đập vào đây. Tại sao mà chơi là đập vào đây. Chết mẹ kia rồi. Yêu hiểu. Chết con mẹ hết rồi. Đen quá. Mày giết đồng đội tao. Mẹ còn ai còn sống không đi. Lại á, lốt được đéo đâu. À F7. Nãy giờ tôi có xếp đéo đâu mà lốt. Khốn nạn, nãy giờ có xếp đéo đâu mà lốt. Mất mẹ rồi. Nó phải xếp đoạn kia thì mới được. Ấn rồi nhưng không được. Nó chấp nhận thôi anh em ạ. À. Cứ đoạn loading là xếp á. Tự tử về checkpoint á. Nó phải có ấy chứ, nó phải có loading chứ. Đây những cái đoạn loading đây. Để xem nào. Đây à? 2:39. Đây chắc từ đây đây. Để xem. Ôi, đoạn này thì xa quá. Đây. Ờ đúng rồi. Đây. Đây. Think anybody's gonna believe all this? Chuẩn bị giao chiến cái nhá. Bố láo với chúng tôi sống rồi. Ôi trời. Ây à. Keep that thing away from my cranium. Để chị kia kêu âm. Ở đây mọi người ơi. Here comes more of those things.
Đằng sau bên kia, nhìn cái dấu gì đằng sau bên kia. Mua à? Tim đụt đã hồi sinh. Bắn vào cái này này. Mày. Thế mày hay chứ đúng không anh em? Mặc dù nó được làm cách đây đến mười mấy năm. Ôi lại anh đưa đi đi giúp chúng tôi rồi. Còn làm gì nữa vậy? Mọi người lên trên đầu đi. Tôi nghe nói là quân đội đến cứu chúng ta. Lead the way, sir. Ngon. Bố của Tim đụt rồi. Mẹ đông lắm. Tôi dẫn theo 4 người rồi. Xử lý chúng nó đấy các em. Bây giờ độ đặc nhiệm này của tôi thì quá vãi đái. Ông kia có bắn mẹ ở sau lưng chị kia kìa. Ồ, chị kia cứ đứng ở trước bắn cho. Kéo bắn chết chị bây giờ. 4 con cu chỉ có mỗi cái bím thôi đấy. Bắn cho nó cẩn thận. Đéo cái dùng đâu. Căng tin chết rồi. Let me get out of your way there. I'll stick around out here while you go check things out. Don't get too lost. Tôi bảo cơ sẽ lại đây, tôi phải đi đoạn này đã. Em chào anh. Em chào anh. Em chào anh. Xử này phải ngay nhanh nhất. Phụ anh này ăn này. Lòi cả não ra này. Bị bắn mất mẹ nửa đầu. Cái phần trăm của nó thọc vào não, điều khiển luôn người luôn. Ngon. Phòng gì đây? Ai đấy? Ôi thôi, bình tĩnh, con chân vào đấy, bình tĩnh. Lại có gái rồi, hai thằng bọn em rồi. Ngon rồi, không phải dùng trụng rồi. Không phải 4v1 nữa rồi. Bây giờ là 2v1. Em này xinh ấy chứ. Trông khá ấy chứ. Em đi theo anh nhá. Trông khá đấy. Mặt mũi trước được. Tôi có lựu đạn rồi. Ammunition depleted. Úi giời. Phải cả cút. Nước đi của tôi hay không? Thử nghiệm phát thôi. Thấy có đéo, chuyện đéo lành cái là thôi ngay. Lốt lại ngay. Mẹ. Ai à? Ai à? Quay mai lựu đạn.
láo chúng tôi. Nát người ngay. Kéo này sang bên kia để tạo một cái chỗ để mình có thể đi qua được. Quá mẹ rồi. Đây nhỉ, đây. Anh ơi, quay lại đập bàn cho mấy không? Tí nữa mình quay lại đấy mà. Tí mình lại quay lại đấy mà. Chứ anh nói thật anh em, bọn nó có đến đây chăng nữa, bọn nó làm sao nó chui qua được cái... Bọn chui làm sao nó qua cái ống cống này. Chỗ ấy là game nó bắt bọn kia phải ở lại. Sợ mày này. Nó bắt bọn kia ở lại. Kể cả tôi có dẫn bọn nó theo, bọn nó có chui được qua mấy cái lỗ này đâu. NPC trong này nó không ấy được. Gọi là đại diện tí thôi, à ấy thôi. Đi vẫn hơi lệch này. Cố lên. Thật, đồ gỗ mới đập được, mẹ đồ sắt trong này đập vào mắt. Nó sẽ gặp lại thôi anh em, bình tĩnh. Cái gì, nó bảo đợi tôi ở đây đấy mà. Em yêu một đứa mà nhắn tin nó không thèm rep, thế thì thôi, yêu đéo rep thì chia tay, kiểu đéo. Nó coi anh em như thằng chết rồi. Chấp cờ mờ nở nhận đi. Ô, dưới này lại có những ai đấy? Không đợi ông chia tay đâu, nó như vậy là nó chia tay ông trước đấy. Ừ. Freeman. Good heavens. Freeman. You gave me quite a scare. Anh làm tôi sợ quá. Cavalry finding us down here, Doc. Dưới này lại tìm thêm người khác rồi. We gotta head for the surface. But with all the elevators out of order, we can still climb. Đấy, cửa này đây. Mấy ông kia đợi tôi đằng này mà đấy. Bốn tim mình xuống đông lắm. Cũng bị 6 người rồi. Mỗi tội là tôi thương cho cái chị này. Mẹ, 6 con cu thì chịu thế đeo được nhiệt khổ. Em kia sinh thì lại đéo ấy. Em kia sinh thì đéo được em mới ra được. Here, let me get out of your way. Em kia em bị nhốt trong kia rồi, em không đi. Tôi gọi mình đi theo rồi mà em đéo đi. Em kia chắc chấp nhận trong đấy thôi. Ây ạ. Xử đi cái ơi. Vũ chạy đây đứng nhanh thế. Bố tổ sư. Sorry.
Ơ, mấy ông kia đâu rồi? Don't let them get near you. Mày có mỗi đội này đi lên đây vậy? Ơ, cái đéo đi à? Ơ, cái bị lỗi à? Any idea of how many of our crew have died? Lead the way, Gordon. Okay, I'll cover you. Okay, I'm ready. I'm ready. Rồi, let's do this before I lose my nerve. Pardon me. Gọi em ý theo á. Đâu? Theo được. Cửa này nó khóa mẹ em ấy lại rồi. Không được. Lúc nãy tôi còn đi vào được trong này. Bây giờ cửa này nó khóa mẹ lại rồi. Khổ. Em sẽ sống ở bên trong cái lò hơi lạnh này. Chịu rồi. I said drop it. Nào tránh đường cho tao đi cái. Thì trở lại lỗi mẹ mấy đứa này nó không lùi cho tao đi rồi. Go, go, go. À đúng rồi. Lead the way. Đi lên. Are we getting any closer? Right. Hình như là mỗi lúc chỉ dẫn được đi theo 3 người thôi sao ấy. I'm sticking to you like hydroxyl groups and alcohol. All right, let's move. Lead the way, Freeman. Đi nào. Oops, sorry. That's right, chow time's over. Thế à, cày nhiều tình thế. One down and hell if I know how many left. Ông kia đi theo tôi. Mẹ bọn này nó cứ. Let's do this. Đi. Ok. Mày chết mẹ một anh rồi. What the hell are these things? Cái gì đấy? À đâu đâu đâu. Không 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 không. Bắn cái đéo đây anh à. À vo tì gau. Vo tì gau. Vo tì gau của chúng tôi. Vẫn đủ 6 người anh em ạ. Vẫn đủ 6 người. Cả tôi là 6. There's no way I can make that jump across that shaft. Tôi không thể nhảy qua cái chỗ này được. I'll stay back here. This is as far as I go. Nó không đi nữa rồi. Chỉ có mình tôi là người có thể nhảy qua cái này thôi. Be careful of who you speak to up there. Hãy cẩn thận với những anh người mà anh nói chuyện ở trên đấy. Nếu như người dân biết được chúng ta làm gì ở đây thì sẽ làm một cái gọi như là tin chấn động ở trong giới truyền thông. I'll secure this area. Tôi sẽ bảo vệ nơi này. I'll stay here and guard this area. Không đi nữa rồi các bạn. Chia tay rồi. You're going to have to leave me here, Gordon. Anh phải bỏ tôi ở đây thôi anh Gordon. Khổ. I'm waiting right here for you. I'm gonna stay here and keep a lookout for anyone else. Lại đây hết rồi. Chỉ còn mình tôi nhảy trên này thôi. Mẹ bọn này khôn thế, mẹ để mình đi trước xong rồi mẹ chiếm em kia đấy. Ê! Ôi rồi, từ từ bình tĩnh, cố gắng giữ. Cố gắng giữ, tôi xuống đây. Cố gắng. Xuống thì nó là bây giờ. Cố gắng nhá. Làm nào giờ? Nếu có cái gì để cứu anh thanh niên này. À phải lên gạt. Please. Đéo cứu đây kìa bạn.
số chết. Chấp nhận. Đéo cách nào luôn. Đéo hiểu anh làm cho gì anh đi vào đấy được. Ô. Oh. Lốt lại cái gì? Thằng đấy chắc chắn chết rồi. Lốt lại cái gì nữa? Mở ngay cái cửa này ra. Bọn chúng đến kia rồi. Cái gì đấy? Chú ý tất cả khoa học gia phải báo cáo cho bọn tôi ngay lập tức. Ông cứ bị làm sao mà cả người bị mẹ nát người đấy? Hả? Bọn quân đội đến rồi đấy. Lực lượng đặc nhiệm đến rồi đấy, bọn Heku đến rồi đấy. Nó chuẩn bị nó bảo các nhà khoa học ra vậy coi như là khai báo thực chất là nó giết. Đi đường đéo nào. Nổ tàu ra. Ồ, nếu hiểu anh này bị cái gì nó làm cho người nát bét như này. Qua đây kìa. Đây là bom đúng không? Ô. Đẹp quá. À nó khởi động cái súng máy lên. Khởi động cái súng máy lên không? À, nổi kia là cái này nằm luôn. Qua đúng không? Nhảy. Ngồi đúng không? Ê, ngồi được không đấy? Rồi. Vô tỷ dầu chúng tôi. Sao? Làm sao? Chạy đâu? Có chó. Chạy đâu? Thôi em khi chơi ở đây thôi anh em ạ. Hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục hành trình của Freeman trong con đường tìm lại tự do. Làm thế nào để thoát được khỏi khu nghiên cứu này. Hẹn gặp lại anh em trong cái phần chơi sau. Rất cảm ơn tất cả các em theo dõi. Chúc anh em một ngày thứ tư vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Bye bye, see you again.